Là một người mà rất là mê bolero và nhạc trữ tình thì Linh thấy là cái dòng nhạc bolero, nói chung là nhạc trữ tình đó, nó đi vào lòng người và nó ở sâu ở trong lòng người. Qua thời gian thì có những cái bài hát 50-60 năm, nhưng mà khi hát lên á thì người lớn á thì lại có một cái gì đó hoài niệm về cái tuổi trẻ. Và người trẻ họ cũng có tâm trạng, có những người cũng có tâm trạng như trong bài hát. Thành thử ra có những cái bài hát mà xưa, thật là xưa, nhưng khi hát lên thì mọi người vẫn thích. Vì tôi thích bolero, tôi thích nhạc dân ca, trữ tình. Cái dòng nhạc đó thì không phải riêng cá nhân tôi mà hầu như là những người lớn tuổi ha, hoặc là những đứa bé mà gọi là khi nó đang nằm trong nôi á thì nó cũng rất thích cái dòng nhạc đó. Thích ở đây á là mỗi thế hệ ca sĩ, mỗi thế hệ nghệ sĩ có một cách truyền tải khác nhau. Nó nghe nó buồn bã nhưng mà nó đúng cái tâm trạng của mình thì giống như là mình được giải tỏa cái tâm trạng đó ra, cái mình cảm thấy nhẹ lại hơn. Thành thử ra là từ thành phố cho đến nông thôn cho đến tất cả các nơi lên đâu cũng vẫn có thể nghe được cái nhạc trữ tình và bolero. Khi mà Cẩm Ly chọn cái dòng nhạc bolero dân ca trữ tình á thì nó gần như là Cẩm Ly đã tìm được cái chìa khóa cho cái chất giọng của mình, giống như cái con đường sự nghiệp của mình. Nhất là những cái lúc luyến lấy á thì là cực kỳ hợp với dòng nhạc bolero trữ tình dân ca. Ở trong cái âm hưởng của bolero thì cũng có những bài dùng cái ngũ cung ở trong đó. Cho nên là cái bolero của Việt Nam mình nó có một cái hay hơn là những cái cứ nghe mình nghe như rumba tùm 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 tùm, nhưng mà ở trong đó lại đưa cái ngũ cung vào thì thấy nó có một cái sự khác biệt. Thành ra là khi mà nghe Cẩm Ly hát cái đó là tôi thích liền luôn. Và khi Cẩm Ly chuyển cái dòng nhạc đó là trời ơi, tự nhiên rõ ràng là tên tuổi của Cẩm Ly là gọi là sáng, vụt sáng lên. Và bây giờ cái chất giọng đó thì cũng khó có ai thay thế. Các em phải biết giữ gìn và trân trọng cái đó, bởi vì cái đó là cái hồn của dân tộc. Nếu các em bỏ cái đó, coi như các em mất nửa phần của cái dòng máu Việt Nam trong người mình.